19. Thành thật chút đi, nếu không tôi không ngại khiến ông gặp số phận giống như là thuộc hạ của ông đâu. Xin chú ý, một lượng lớn thí sinh đã vào hắc ám thi sao. Bỉ cảnh phúc lợi, phục sinh miễn phí không chỉ dành cho trọng quân, mà còn là cơ hội không thể bỏ lỡ đối với những cái thường dân khác không thể sử dụng của phục sinh. Tôi còn nha. Còn có chí tôn công hội cũng đến sao? Mục tiêu của mình chỉ có một người. Tốt nhất là đừng có làm liên lụy đến người vô tội. Mở chức năng thay đổi quyền. Người sở hữu hồn kim, bí lệnh tôn quý, sẽ có ba quyền thay đổi ở trong bí cảnh hắc ám thiên sao. Xin hãy chọn quyền cần thay đổi. Con nhà, đừng cách ra tôi quá. Đáng ghét, mình vốn định đi tìm Trương Việt, nếu không phải vì thể hiện của bác mình, thì mình cũng không thèm quan tâm đến cái mạng của tên nhát gan này đâu. Tất cả các chức nghiệp đang có mặt ở trong bí cảnh này chú ý, do những người giữ hoàng kim bí lệnh đã thay đổi quyền hạn của bí cảnh ngay lập tức. Hãy bỏ cơ chế hồi sinh miễn phí sau khi chết, không thể sử dụng cuộn phục sinh ở trong bí cảnh, không thể thoát ra giữa chừng. Việc tiêu diệt những chức nghiệp vô danh ở trong bí cảnh nó sẽ không tăng giá trị tội ác. Cổng vào bí cảnh đã bị đóng, nhiệm vụ của bí cảnh đã được phát hành. Xin hãy tiêu diệt 500 con sát sống, số lượng còn tiêu diệt sẽ tính theo đơn vị đội nhóm, và hãy tiêu diệt thủ lĩnh hắc ám trong tăng thi, người canh giữ bí cảnh. Chuyện gì vậy? Bị điên à? Mà lại dám thay đổi quyền hạn như vậy? Hắn cũng không muốn sống nữa sao? Chủ tịch, người kết hợp bí cảnh có phải là Trương Việt không? Cậu ta cố ý dụ chúng ta vào đây. Nói nhảm, với tỷ lệ tinh chế hồn kim bí lệnh chỉ có một phần mấy vạn, cậu ta chỉ có thể có vận may tốt như vậy sao? Hay là cậu ta nghĩ cậu ta có mười mấy vạn năng lượng kỳ lạ để quyệt cái này á, chứ đỡ gây rắc rối cho tôi. Nhưng mà rõ ràng quyền hạn này được thay đổi một cách có chủ đích để nhắm vào một người nào đó mà. Không thể nào là anh ấy, chắc chắn là cái tên đó sợ có quá nhiều đối thủ, muốn độc chiếm phần thưởng đầu tiên. Yên tâm đi, cẩn nhân có tôi ở đây, đừng sợ, dù quyền hạn có thay đổi thế nào, tôi cũng có thể giúp cô vượt qua bí cảnh này. Còn 500 sắc sống thôi mà. Để tôi xông lên, tôi thấy anh vẫn đó là tự cầu phúc đi. Tiếp theo chỉ cần chúng ta hạ gục bốt, phần thưởng lần đầu đó chính là cuộc yêu vụ cát. Chủ tịch, hình như bên kia có người. Sao có thể chứ? Còn ai có thể nhanh hơn yên vũ của chúng ta chứ? Ồ, cuối cùng các người cũng đã đến. Giọng nói này là... Tôi đợi lâu rồi đấy. Trương Việt, sao anh lại ở đây? Tôi đang định tìm anh đây. Có phải cậu dùng hồn kim bí lệnh để kết hợp cái bí cảnh này không? Cậu lấy đâu ra cái hồn kim bí lệnh này? Anh không phải là luôn tìm cách muốn giết tôi sao? Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt anh đây. Vốn dĩ mình chỉ dựa vào lợi ích hồi sinh miễn phí của bí cảnh hắc ám thì sao mà vào đây, không ngờ lại rơi cái vào cái bẫy của thằng nhóc này. Nếu nó xông đến đây, có khả năng hôm nay mình thật sự sẽ phải bỏ mạng ở đây. Chỉ dựa vào cậu mà muốn động thủ với tôi à? Tôi có thân phận của một trong ba đại gia tộc ở Lâm Hải Thành này, ngay cả chủ tịch tô thuộc của tôi do thấy tôi cũng phải nở mặt ở vài phần. Cậu lấy gì để đấu với tôi? Cẩn nhân, cậu hãy dùng sức mạnh cấm chế để khống chế Trương Việt. Dù chỉ là một chút tổn thương cưỡng chế, chúng ta cũng có thể giết chết cậu ta. Trương Việt từng là người của Yên Vũ Các, anh đã đối xử với anh ấy như thế nào? Nếu anh muốn giết người khác trước thì đừng trách người ta tự vệ, tôi sẽ không giúp anh làm bậy đâu. Đáng ghét, các người lên đi, giết Trương Việt. Chúng tôi mới mấy cấp thôi. Còn cậu ta thì có thể solo với bố đó. Đúng vậy, tự dưng đi tìm cái chết à? Sao gì, các cậu còn có cơ hội hồi sinh, chỉ cần chết một lần, tôi sẽ bồi thường cho các cậu 5.000 tệ. Tôi không tin cậu ta có thể chống lại một đợt tấn công từ biển người. 5.000 tệ, tôi vẫn còn một lần hồi sinh. Tôi cũng vậy. Người vì tiền mà chết, chiếm vì thức ăn mà sống. Người anh em, xin lỗi. Lên. So với thủ cấp 9 yên vũ các cuộc cổn còn, tính là gì đấy? Sáu trăm lẻ hai bạo kích, 738 bạo kích, 819 bạo kích, hỏa diễm phi đăng. Bạn đã tiêu diệt người chơi thuộc yên vũ các thương tội ác cộng không. Bạn đã tiêu diệt người chơi thuộc yên vũ các phẩm như tội ác cộng không. Bạn đã tiêu diệt người chơi thuộc yên vũ các đồ sầm tội ác cộng không. Ở đây, việc tiêu diệt người chơi vô danh sẽ không tăng tội ác. Mình có thể hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nhanh lên, nhân lúc cậu ta bị kiềm chế chúng ta đi tiêu diệt bốt, hoàn thành bí cảnh. Đây là cái gì? Thủ cưng của thằng nhóc đó à?
Chỉ là một con bọ cảm giác bạc thôi, để tôi xử lý nó. Không thể nào, tôi là một chiến sĩ cấp 14, toàn bộ điểm sức mạnh lại không đánh được có một con bọ cảm rác rưởi. Một con bọ cảm bọ cấp 15 máy tính anh với 2 món trang bị vàng thuộc tính 2 sao cấp 15 trên người. Các người làm sao có thể đánh bại nó được? Lên, chém hết bốn chúng cho tôi. Mỗi người chém được cái sĩ thưởng 2 vạn đại dương. À, đang tấn công lính. Ở đây không phải chỉ có nhiệm vụ các chúng ta sao? Không, không biết. Có phải cũng đến để cướp người không?